Bạn đang nghe từ Phonos. Đầu tư bất động sản, khám phá lợi nhuận tiềm ẩn. Tác giả Ken McElroy, người dịch Nguyễn Đức Quang, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ. Lời cảm ơn Cuốn sách này dành tặng cho người vợ tuyệt vời Laura và hai nhóc tì năng động Kyle và Kate của tôi. Cảm ơn cả nhà vì đã ủng hộ thường xuyên và thấu hiểu khi bố viết cuốn sách này. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Robert và Kim Kiyosaki và dĩ nhiên là cộng sự Ross McAllister của tôi vì lúc nào cũng dành cho tôi những lời động viên khi thực hiện dự án này. Lời giới thiệu học hỏi từ chuyên gia đi vào bất kỳ hiệu sách nào bạn sẽ thấy có nhiều quyển sách viết về chủ đề đầu tư bất động sản nên giống tôi có thể bạn đã đọc được một vài quyển trong số đó Tuy những cuốn sách đó được viết bởi những người tự xưng là thành công về mặt tài chính, tôi lại để ý thấy đa phần họ không thật sự là những chuyên gia bất động sản. Một tác giả sách bất động sản nổi tiếng đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán sách đầu tư bất động sản của mình. Tuy nhiên trên thực tế, ông đã lỗ mất phần lớn tiền đầu tư vào bất động sản. Hiện tại, ông ấy tiếp tục kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán sách và hết giá rất cao khi bán vé tham dự hội thảo của mình một tác giả nổi tiếng khác mới chỉ là một thợ sửa xe vài năm trước đây. Anh ấy dấn thân vào lĩnh vực bất động sản sau khi bị sa thải. Một cuốn sách khác được viết bởi một cựu nhân viên ngân hàng đang giao bán bí mật của mình về cách tìm những món bất động sản bị ngân hàng tịch thu. Gần đây tôi lại bắt gặp một người từng là nhà hoạch định tài chính và đã ngừng bán quỹ hỗ tường sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Anh này hiện đang tổ chức các buổi hội thảo dạy bí quyết đầu tư và sau đó thu hút khán giả đầu tư vào các bất động sản cao giá của anh ấy. Công ty Rick Dad đã nhờ Ken McElroy viết quyển sách này vì 5 lý do. Một, Ken là một chuyên gia bất động sản. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà quản lý bất động sản. Ngày nay, Ken McElroy sở hữu một trong những công ty quản lý bất động sản lớn nhất miền Tây Nam Hoa Kỳ Ken cũng là một nhà phát triển những bất động sản thương mại giá trị hàng triệu đô la, cựu chủ tịch của Hiệp hội Nhà Trung Cư ở Arizona và đã vận động hành lang đối với hoạt động của Quốc hội cho ngành bất động sản. Nhờ thành tích và danh tiếng của mình, các chủ ngân hàng đầu tư thường là các đối tác tài chính của Ken trong các dự án của anh. 2. Quản lý bất động sản là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của đầu tư bất động sản. Nhiều người không tham gia đầu tư bất động sản, mặc dù theo quan điểm của tôi, đó là thị trường đầu tư tốt nhất trên thế giới, bởi vì họ không muốn sửa nhà vệ sinh hoặc giao dịch với người thuê nhà. Tôi không trách họ. Cái nhìn sâu sắc của Ken về khía cạnh quản lý đầu tư bất động sản là vô giá. 3. Quản lý bất động sản là một quá trình lâu dài. Trong hầu hết các trường hợp, việc tìm kiếm một bất động sản, cấp tài chính cho bất động sản và bán bất động sản là những sự kiện tương đối ngắn hạn. Nếu bạn là một nhà đầu tư chân chính, Chứ không phải là một nhà đầu cơ lướt sóng bất động sản để kiếm lời thì việc quản lý bất động sản là một quá trình diễn ra liên tục. Nói cách khác, cốt lõi của ngành bất động sản là quá trình quản lý bất động sản trong dài hạn. 4. Quản lý bất động sản là nơi phần lớn lợi nhuận được tạo ra hoặc bị mất đi. Nhiều người mất tiền vào bất động sản chỉ đơn giản là vì họ không quản lý bất động sản của mình đúng cách. Nếu họ không kiểm soát được cư dân, thu chi, bất động sản sẽ sớm xuống dốc. Tin tốt là các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp thích mua bất động sản từ những nhà đầu tư không quản lý tốt bất động sản của họ. Tại sao? Bởi vì bạn thường có thể mua bất động sản với giá tốt và sau đó với kỹ năng quản lý tốt, bạn có thể gia tăng dòng tiền cũng như giá trị của bất động sản đó. 5. Ken McElroy là một giáo viên tuyệt vời. Ken McElroy không chỉ là cố vấn của công ty Rick Dad, như lúc anh ấy còn tư vấn cho tôi về các khoản đầu tư bất động sản, mà chúng tôi còn là đối tác trong một số dự án đầu tư bất động sản. Quan trọng nhất đối với bạn, anh ấy là một người thầy tuyệt vời, người biết mình đang nói về điều gì. Ken thường đi cùng tôi đến nói chuyện với các hội nhóm lớn, nơi anh ấy nói về cách quản lý bất động sản, cách phân tích một khoản đầu tư và cách nhận biết người bán hoặc người môi giới có đang nói thật với bạn hay không. Nếu bạn có cơ hội lắng nghe Ken nói về việc đầu tư vào bất động sản, hãy nắm lấy cơ hội đó. Như tôi đã nói, có rất nhiều sách về đầu tư bất động sản và nhiều người tự xưng là chuyên gia bất động sản. Điều làm nên sự khác biệt của cuốn sách này là Thứ nhất, nó được viết từ khía cạnh quan trọng nhất của đầu tư bất động sản, đó là quản lý bất động sản. Thứ hai, cuốn sách này được viết nên bởi một chuyên gia thực thụ. Theo Robert Kiyosaki Trường 1 Những ngộ nhận và phép màu Trong tất cả mọi ngành nghề, có những người dường như luôn thành công. Họ dường như luôn biết đúng người, ra đúng quyết định, ở đúng nơi, tại đúng thời điểm. Họ dường như có duyên với thành công bất kể có cố gắng hay không. Ngành đầu tư bất động sản cũng không khác gì. Ở mọi tỉnh thành dường như đều có những nhà tài phiệt giàu lên nhờ bất động sản. Họ là những người khiến thành công trông có vẻ đơn giản. Họ khoa lên mình dáng vẻ tự tin, hiểu biết, am tường, và dường như nhìn thấy cơ hội ở những nơi mà người khác không thấy được. Người ngoài nhìn vào dễ lầm rằng thành tựu mà một số ít người này đạt được là do may mắn hay phép màu mang đến, nhưng phép màu và may mắn tuyệt nhiên không liên quan gì ở đây cả. Hơn 20 năm trước, tôi quyết định sẽ trở thành một trong những người tôi vừa miêu tả. Tôi sẽ tạo ra thành công cho riêng mình, trở thành ông chủ của riêng tôi và đạt được sự tự do về mặt tài chính. Thế là tôi chọn quản lý bất động sản làm hướng đi cho mình. Bạn có thể gọi nó là bản năng, sự nôn nóng hay khát khao cháy bỏng cũng được. Nhưng tôi không chờ đợi may mắn kéo tới hay cầu xin một bùa phép nào. Tôi vạch ra kế hoạch hiện thực hóa ước mơ bằng hành động. Trong những ngày đầu chập chứng làm quản lý và kinh doanh bất động sản, tôi đã nhiều lần thử và sai, cũng như phạm phải khá khá lỗi lầm. Nhưng với mỗi một sai lầm, tôi lại rút ra được 10 bài học và trở nên khôn ngoan hơn từng ngày. Tôi bắt đầu nhìn ra những khuẩn mẫu, khám phá các công thức và hệ thống cho sự thành công, cũng như tạo dựng cho mình một mạng lưới những người tôi có thể tin cậy. Việc này mất nhiều thời gian và công sức, nhưng càng theo đuổi giấc mơ, tôi càng cảm thấy mình may mắn và những cơ hội thần kỳ càng hay xuất hiện trước mắt tôi. Có thể có một chút may mắn và thần kỳ trong sự thành công, nhưng đó là những may mắn và điều thần kỳ đến từ nỗ lực làm việc chăm chỉ và có chuẩn bị. Tại các hội thảo của cuốn sách Dạy con làm giàu nơi tôi thường phát biểu, tôi luôn thấy những người đang đi những bước đầu tiên trên con đường dẫn tới thành công trong tương lai, giống như tôi đã làm hai thập kỷ trước. Nhiều người đã có đủ những yếu tố cần có, đó là động lực và khát vọng để giúp họ vượt qua trở ngại và chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân. Không may là tôi cũng thấy ở hội thảo có những người thiếu những yếu tố đó, hoặc là những người muốn làm giàu nhanh mà hầu như không có hoặc không biết đến sự dấn thân cần thiết để đạt được thành công trong kinh doanh những người khác tuy có rất nhiều khát vọng nhưng lại thiếu cả kỹ năng chuyên môn lẫn kiến thức những thứ vốn chỉ có được từ kinh nghiệm tôi viết quyển sách này dành riêng cho họ đây không phải là một quyển sách dạy làm giàu nhanh chóng nó không phải là quyển sách viết ra để tạo động lực mặc dù tôi hy vọng các bạn sẽ được truyền cảm hứng để theo đuổi giấc mơ đầu tư thay vào đó đây là một quyển sách bật mí những phương thức đã được kiểm chứng loại bỏ những điều còn mơ hồ và rút ngắn thời gian làm quen cho những ai chọn đầu tư vào bất động sản làm con đường dẫn đến tự do tài chính trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết làm thế nào để tìm ra mua và quản lý bất động sản hãy cùng tôi điểm qua một số ngộ nhận sẽ khiến bạn dậm chân tại chỗ nếu tin vào chúng tôi nghĩ bạn sẽ thấy danh sách sau đây khá quen thuộc bạn hoặc những người khác đã bao giờ nói đến những điều này chưa những câu nói này có vang lên trong đầu bạn và khiến bạn nhụt trí không những ngộ nhận này có làm bạn sợ điếng hồn hãy loại bỏ chúng ngay đã đến lúc đi đổ những suy nghĩ rác rưởi này ra khỏi đầu bạn rồi ngộ nhận thứ nhất bạn phải giàu có sẵn rồi mới đầu tư vào bất động sản Nhiều người nghĩ rằng mình phải có sẵn số tiền lớn để đầu tư vào bất động sản. Họ nghĩ rằng việc này cũng giống như tiết kiệm để mua căn nhà đầu tiên, hay đây là việc họ chỉ có thể làm sau khi đã kiếm được một gia tài ở đâu đó. Cả hai suy nghĩ trên đều cực kỳ xa rời thực tế. Bạn không cần hàng trăm ngàn đô la trong ngân hàng để đầu tư bất động sản và chắc chắn không cần tới hàng triệu đô la. Tất cả những gì bạn cần là những thương vụ bất động sản tốt và hợp lý, nghĩa là thương vụ có tiềm năng mang lại lợi nhuận Dựa trên số liệu tài chính vững chắc. Tôi và cộng sự đã làm như thế suốt nhiều năm. Thương vụ đầu tư đầu tiên của tôi là một căn hộ chung cư hai phòng ngủ mà tôi mua, tân trang lại rồi cho thuê. Những ai muốn một chỗ nghỉ ngơi có thể gọi điện đặt thuê căn hộ của tôi, hoặc một trong hàng trăm căn hộ khác cho kỳ nghỉ cuối tuần. 116.000 đô la là mức giá tuyệt vời mà tôi đã phải chi. 20.000 đô la trong số đó là tiền túi của tôi. Bạn có thể nghĩ Thấy chưa? Tôi biết là anh phải có sẵn tiền mặt mới làm nghề này được. Thật ra tôi đã chốt thương vụ đó, vì lúc đó tôi cũng chưa biết gì nhiều. Ngược lại với thương vụ đó là một thương vụ gần đây hơn. Tôi đã mua một tòa chung cư gồm 182 căn hộ ở Sun City, Arizona. Tổng chi phí là 9 triệu đô la. Trước khi bạn tắt áp và nói rằng chuyện này vượt tầm tay của tôi rồi, thì hãy để tôi nói hết. Tôi đã gọi vốn từ các nhà đầu tư khác để có đủ tiền trả trước là 2 triệu đô la. Tôi đã không bỏ ra một xu nào. Tôi đã chuyển phần lớn quyền sở hữu cho những người đã cho tôi vay khoản tiền trả trước. Về thực chất, tôi tạo quan hệ đối tác với họ. Kỹ năng bán hàng của tôi không có vai trò gì trong chuyện này. Bản thân thương vụ mới chính là ngôi sao. Nó ngon đến mức nhiều người muốn tham gia. Từ đó mà tôi biết được rằng có rất nhiều người đang tìm những thương vụ bất động sản tốt. Một số người không thích hùn hạp. Nhưng tôi nghĩ mối quan hệ đối tác rất quý giá. Họ giúp bạn chia sẻ rủi ro bằng cách cho phép bạn sở hữu những vị thế nhỏ trong nhiều bất động sản hơn là một vị thế lớn ở chỉ một bất động sản. Và thực tế là có hội có thuyền sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Còn về lợi nhận thu về, bạn sẽ chọn thương vụ nào? Bỏ ra 20.000 đô la để mua một bất động sản trị giá 116.000 đô la hay không mất gì mà vẫn thu được 10% giá trị thương vụ 9 triệu đô la? trên sổ sách. 10% đó trị giá 900.000 đô la và tôi chắc chắn sẽ chọn cái sau. Một khi bạn đã tìm được cơ hội bất động sản, nhiệm vụ tiếp theo là đi tìm những nhà đầu tư đang hy vọng thu lợi nhuận từ tiền của mình. Thương vụ đầu tiên bạn đạt được chắc chắn là khó khăn nhất vì bạn vẫn chưa chứng minh được khả năng. Nhưng tin tôi đi, mọi thứ sẽ ngày càng dễ hơn với mỗi thương vụ hợp tác thành công. Mọi thứ đều khó khăn trước khi trở nên dễ dàng. Hiện nay, có hàng dòng người xếp hàng để đầu tư vào các thương vụ bất động sản mạo hiểm của tôi và các đối tác. Không phải vì chúng tôi đặc biệt, mà là vì chúng tôi thấu đáo. Chúng tôi xem xét rất nhiều thương vụ và chỉ chọn những thương vụ có tiềm năng tài chính như cái ở trên. Chúng tôi cũng nói chuyện với các nhà đầu tư và đối xử công bằng với họ. Chúng tôi kiếm được cháo thì họ cũng kiếm được cơm. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến việc đầu tư vào bất động sản, đặc biệt khi các phương tiện đầu tư khác như thị trường chứng khoán và trái phiếu đang chững lại hoặc sụt giảm. Chỉ cần nhìn quanh hội thảo dạy con làm giàu thì rõ, có hàng ngàn người ở mỗi thành phố chúng tôi đến nói chuyện đang đi tìm các thương vụ đầu tư bất động sản hợp lý. Một trong số những người tham gia hội thảo dạy con làm giàu có thể là đối tác đầu tư đầu tiên của bạn. Ngộ nhận thứ hai, bạn cần phải bắt đầu từ thương vụ nhỏ. Những thương vụ lớn có quá nhiều rủi ro. Khởi đầu nhỏ không có gì là sai. Có lẽ bạn đang nghĩ về việc mua một ngôi nhà nhỏ giá 250.000 đô la và biến nó thành bất động sản cho thuê. Hay thậm chí là mua một căn hộ thông tầng giá 320.000 đô la. Nhưng tại sao lại bỏ qua tòa nhà 50 căn hộ giá 2 triệu đô la? Tin hay không cũng được, nhưng những bất động sản này đều nằm trong khả năng của bạn. Dĩ nhiên lúc này bạn đang nghĩ, không đời nào tôi có thể vay được một khoản 2 triệu đô la và tôi sẽ nói rằng bạn nói đúng. Nhưng bạn không cần phải vay nó. Lý do là đây. Những khoản vay nhỏ như căn hộ gia đình thường được đảm bảo bằng tiềm năng thu nhập và giá trị tài sản của người mua. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng các khoản vay bất động sản đầu tư lớn được đảm bảo bằng chính nó. Nói cách khác, thay vì tòa nhà 2 triệu đô la đảm bảo bằng giá của chính nó, thì nó sẽ được đảm bảo bằng định giá của chính nó. Điều này làm giảm bớt rủi ro cho bạn. Hãy xem xét ví dụ trước đó. Đối với căn hộ tôi mua với giá 116.000 đô la, trả trước 20.000 đô la bằng tiền túi, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm từ thế chấp cho đến quản lý. Dự án 9 triệu đô la tôi không bỏ tiền túi mà có 10% cổ phần thực chất ít rủi ro hơn vì tôi không đầu tư tiền mặt và bất động sản được quản lý một cách chuyên nghiệp. Món bất động sản kia là của tôi, toàn bộ là của tôi. Điều đó có lợi và cũng có hại. 5 năm sau Tôi bán căn hộ đi giá 121.000 đô la và thu về 5.000 đô la. Gần đây chúng tôi tái cấp tài chính, tức thanh toán hết nợ cũ bằng cách vay một khoản nợ mới với lãi suất thường là tốt hơn, cho tòa nhà 182 căn mà tôi mua chưa đến một năm. Giá trị mới của nó là 11,3 triệu đô la, nhiều hơn 2 triệu so với giá mua. Vì tôi có 10% cổ phần, nên tôi đã kiếm được 200.000 đô la trong vòng chưa đầy một năm. Đây là bằng chứng rõ rệt cho năng lực mua và quản lý tốt. Ví dụ này cũng minh họa cho rủi ro liên quan đến định giá. Khi bạn mua nhà hay căn hộ rồi cho thuê chúng, sự tăng giá trị của bất động sản phụ thuộc hoàn toàn vào sự tăng giá trị của khu dân cư xung quanh. Tốt hơn hết là bạn chọn mua đúng khu vực, vì bạn ít có khả năng làm được gì đó để gia tăng giá trị bất động sản của mình. Ngược lại, giá trị của bất động sản thương mại, như tòa nhà chung cư, lại dựa trên dòng tiền của bản thân món bất động sản Càng tạo ra nhiều tiền, giá trị của nó càng cao. Giờ đây bạn nắm quyền kiểm soát. Khi dòng tiền tăng lên thì giá trị bất động sản cũng tăng lên. Quản lý tốt bất động sản, bạn sẽ tăng được giá trị. Nếu không quản lý tốt thì giá trị của nó sẽ đi ngang hoặc đi xuống. Một cách thức khác khiến cho các món bất động sản lớn gặp ít rủi ro hơn có liên quan đến tỷ lệ cư ngụ. Khi một căn nhà một hộ được cho thuê, tỷ lệ cư ngụ là 100%. Khi căn nhà để không, tỷ lệ cư ngụ là 0% và bạn phải chi trả toàn bộ khoản vay thế chấp bằng tiền túi của mình. Với món bất động sản lớn, ngay cả đối với tòa nhà 8 căn hộ, nếu một khách lưu trú rời đi, bạn vẫn còn 7 khách thanh toán tiền thuê nhà. Càng có nhiều khách lưu trú, mức độ rủi ro liên quan đến tỷ lệ cư ngụ càng được giảm đi đáng kể. Ngộ nhận thứ ba, bạn có thể lướt sóng để đi đến thành công, hoặc làm giàu nhanh chóng mà không cần xuống tiền. Nhiều người nghĩ có thể lướt sóng bất động sản, hay nói cách khác là mua đi xong bán lại nhanh chóng với giá cao hơn giá mua để làm giàu. Những người tin tưởng vào cách này phải có đủ may mắn để kiếm được tiền theo cách đó. Nhưng theo tôi, cách làm này cũng giống như giao dịch trên thị trường chứng khoán, nó không dễ và cũng rất rủi ro. Không xuống tiền là cách nói khác của việc vay nợ 100% để mua bất động sản. Nghĩa là phần lớn hay thậm chí tất cả dòng tiền của bạn sẽ đi thẳng vào việc trả nợ mỗi tháng. Trong các thương vụ không xuống tiền thì bạn sẽ phải trả lãi cao hơn, vì rủi ro cao hơn đối với người cho vay. Bạn sẽ phải trả chi phí vay cao hơn và hầu như không có tiền để nâng cấp hay thậm chí là sửa chữa nếu nhà bị hư hỏng với mô hình này bạn đang đầu cơ việc tăng giá trị bất động sản để kiếm tiền thay vì cải thiện sự vận hành của bất động sản và kiếm tiền thông qua dòng tiền hãy hy vọng là thị trường sẽ tăng trưởng cao và bạn chọn đúng thời điểm vì bạn sẽ dựa hoàn toàn vào yếu tố bên ngoài việc tăng giá trị như bạn sẽ tìm hiểu chi tiết hơn ở phần sau chỉ nằm trong tầm kiểm soát của bạn khi bạn cải thiện dòng tiền trong tình huống này bạn không kiểm soát được thứ gì cả như bạn có thể đoán, tôi không tin vào đầu tư không xuống tiền và tôi không tin vào việc lướt sóng bất động sản. Ngay cả trong ví dụ mà cá nhân tôi không bỏ tiền mặt vào tòa nhà chung cư trị giá 9 triệu đô la ở Sun City, chúng tôi với tư cách là một nhóm đầu tư cũng phải chi ra 2 triệu đô la. Tôi tin rằng mua và nắm giữ các bất động sản tạo ra thu nhập như bất động sản cho thuê là cách bạn xây dựng sự giàu có. Bạn có thể nói rằng nhưng tôi cần phải bán bất động sản này thì mới có lời và mới có thêm vốn để mua một bất động sản cho thuê khác nhiều căn hơn. Theo kinh nghiệm của tôi thì điều này không đúng. Những gì bạn cần là một thương vụ đầu tư thứ hai có ý nghĩa mà bạn có thể mang lại cho các nhà đầu tư. Họ sẽ giúp bạn gọi vốn cho khoản tiền trả trước để mua bất động sản thứ hai và bạn sẽ chia lại lợi nhuận cho họ khi khoản đầu tư sinh lời. Và năm 2004 Chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng một bất động sản gồm 208 căn ở Goodyear, Arizona với chi phí xây dựng là 13,8 triệu đô la. Sau khi hoàn thành, nó được định giá 16,3 triệu đô la. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời hỏi mua bất động sản này và các nhà môi giới xếp hàng để được tham gia vào việc bán. Tuy việc bỏ túi 2,5 triệu đô la tiền mặt sau 2 năm là rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi đã không bán nó. Vấn đề ở chỗ đóng thuế. Chúng tôi kiếm được 2,5 triệu đô la, chúng tôi bị buộc phải đưa số tiền đó trở lại thị trường để tránh một hóa đơn thuế khá lớn. Dĩ nhiên, chúng tôi đã tạo ra sự tăng giá trị, nhưng chúng tôi cũng tạo ra cái gọi là sự kiện chịu thuế. Hãy tưởng tượng việc nhận được hóa đơn thuế 30% trên khoản lợi nhuận 2,5 triệu đô la. Đó là một khoản thuế phải đóng 750.000 đô la không cần thiết. Nếu bạn muốn rút tiền, bạn không cần phải bán bạn tái cấp tài chính cho bất động sản và rút vốn chủ sở hữu mà bạn có thể rút. Không có sự kiện chịu thuế vì bạn không bị buộc phải đưa tiền vào một khoản đầu tư khác. Trong trường hợp của món bất động sản 208 căn, chúng tôi sẽ tái cấp tài chính và sử dụng vốn chủ sở hữu đã rút ra khỏi bất động sản để trả vốn kèm lãi cho các nhà đầu tư. Đó là một hệ thống tuyệt vời và cái hay là bạn vẫn còn sở hữu bất động sản. Bạn tiếp tục nhận được dòng tiền từ tòa nhà dưới dạng tiền khách thuê trả. Và khi tòa nhà lên giá, bạn có thể tiếp tục tái cấp tài chính và nhận phần tranh lệch, miễn thuế. Đó là số tiền mà bạn có thể sử dụng cho các thương vụ khác và đó là những gì tôi làm mỗi ngày. Trong 95% trường hợp, bất động sản sẽ trở nên có giá trị hơn chứ không mất giá trị theo năm tháng. Đặc biệt nếu bạn làm theo các phương pháp trong cuốn sách này, vốn được viết ra nhằm hướng dẫn bạn mua đúng bất động sản để có thể cải tạo làm sống lại cả khu phố và biến nó thành nơi an cư tốt hơn cho cư dân. Tất cả những điều đó giúp nâng cao giá trị và cũng hợp lý hơn trong việc cưỡi con sóng tăng giá trị về lâu dài. Ngộ nhận thứ tư, một số người có năng lực chạm tay hóa vàng Chúng ta dễ nghĩ rằng những người thành công trong đầu tư bất động sản có năng lực chạm tay hóa vàng. Nhưng điều đó không đúng. Họ chỉ là những người nhìn ra cơ hội và biết làm thế nào để kiếm lời từ đó. Lấy ví dụ một mảnh đất 10 mẫu bất kỳ nào đó. Giả sử mảnh đất này được bao quanh bởi rất nhiều cửa hàng bán lẻ ở tất cả các mặt và hầu hết các chuỗi bán lẻ lớn đều có mặt ở các khu trung tâm lân cận. Ngoài ra, còn có một nhà máy sản xuất vi mạch lớn gần đó với 1.000 nhân công hãy thử hỏi một nhà thầu chuyên xây dựng những căn nhà giống nhau trong khu quy hoạch. Anh ấy sẽ thấy 40 ngôi nhà một hộ trên mảnh đất 10 mẫu đó. Hỏi một nhà thầu chuyên xây nhà theo thiết kế riêng của khách và anh ấy sẽ thấy 10 bất động sản xa xỉ. Hỏi một nhà phát triển thương mại bán lẻ và cô ấy sẽ thấy một trung tâm mua sắm mới với khách thuê chính là hai chuỗi bán lẻ lớn, kết hợp thêm với các cửa hàng bán đồ đặc sản và nhà hàng đan sen. Hỏi một người phát triển khu chung cư cô ấy sẽ thấy một cộng đồng chung cư 150 căn hộ với khu giải trí chung, hồ bơi và khu tập luyện. Một nhà phát triển thương mại khác chuyên về không gian văn phòng có thể thấy một tòa nhà văn phòng 3 tầng. Nói cách khác, mọi người đều nhìn vào bất động sản theo các cách khác nhau và mỗi tầm nhìn sẽ mang đến một mức độ thu lợi khác nhau. Một số mức sẽ tốt hơn những mức khác. Phần quan trọng trong việc nhận ra cơ hội là có được logic thông thường những người dường như có năng lực chạm tay hóa vàng sử dụng logic thông thường khi nhìn vào bất động sản và những cơ hội. Trong ví dụ ở đây, logic thông thường cho tôi biết rằng xây dựng những ngôi nhà theo thiết kế riêng sẽ khó bán trên một mảnh đất 10 mẫu bên hông khu bán lẻ tấp nập. Một loạt những căn nhà một hộ giống nhau cũng sẽ gặp khó khăn tương tự. Xây thêm một khu bán lẻ có thể hợp lý nếu nhà phát triển lôi kéo được người thuê lâu dài chất lượng cao nhưng những chủ shop này có thể đã thuê quầy ở những trung tâm thương mại gần đó rồi theo đó với ví dụ này xây dựng khu trung cư nhiều căn hộ hay khu văn phòng là những phương án khả thi tại sao vì có các cơ sở sử dụng nhiều nhân công ở gần đó khu vực này thiếu trung cư khoảng cách khu này tương đối gần khu bán lẻ và khu này thiếu văn phòng cho thuê nếu nhà phát triển trong ví dụ này xây dựng văn phòng hay căn hộ sẽ có cơ hội thành công nhất và sẽ trông như có năng lực chạm tay hóa vàng. Nhưng thật ra chẳng có phép màu nào ở đây cả, tất cả chỉ là nhờ logic thông thường. Làm sao bạn biết mình đang dựa vào logic thông thường? Đơn giản lắm. Nếu mọi người bạn nói chuyện gặp khó khăn trong việc nhìn ra tầm nhìn của bạn đối với một món bất động sản, có thể có hai khả năng. Đó là một ý tưởng đột phá sẽ chứng minh tất cả mọi người đều sai, hoặc một ý tưởng tồi mà mọi người đều nhận ra ngoại trừ bạn. Trong 99% trường hợp, khả năng thứ hai là đúng. Hãy nhớ rằng nếu bạn khó thuyết phục được mọi người về tầm nhìn của bạn đối với một món bất động sản thì khả năng cao là khi dự án hoàn thành nó cũng sẽ khó bán và điều đó sẽ khiến bạn mất tiền. Ngộ nhận thứ năm, bạn cần rất tự tin Không đúng. Mọi người lúc nào cũng tự đánh giá thấp bản thân mình. Họ lắng nghe tiếng nói hoài nghi thầm thì vào tai và thỉnh thoảng còn hét vào não họ đủ mọi lý do tại sao họ không làm được điều gì đó, tại sao họ thậm chí không nên thử. Tôi tin rằng có hai tiếng nói, tiếng nói của lý trí và tiếng nói của sự hoài nghi. Tiếng nói lý trí là tiếng nói của logic thông thường, tiếng nói của sự hoài nghi là quá khứ của bạn đang dẫn dắt tương lai tôi đã đưa ra một quyết định có ý thức rằng không để quá khứ sai khiến tương lai của mình tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu điều đó không có gì sai thật ra theo đánh giá của tôi mọi thứ đều ổn với xuất thân đó tôi đã nỗ lực dựa trên những gì mình có tôi học được những giá trị vững chắc phần lớn trong số đó đến từ cha mẹ tôi cha tôi không có tinh thần khởi nghiệp gì đặc biệt cho đến mãi sau này trong sự nghiệp của mình chăm chỉ có nhưng không có tinh thần khởi nghiệp Ông làm việc cho duy nhất một công ty trong phần lớn sự nghiệp của mình và kiếm được thu nhập ổn định trang trải cho lối sống trung lưu của chúng tôi. Đó là một cuộc sống tốt cho tôi, anh trai tôi và hai chị em gái. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp bước cha mình và kiếm được một công việc. Nhưng trong khi làm công việc đó, tôi bắt đầu gặp gỡ nhiều người, những người đã cho tôi thấy những cách thức khởi nghiệp của họ. Họ trở thành người hướng dẫn của tôi và từ họ tôi đã có tinh thần khởi nghiệp sau đó tôi kết hợp các giá trị bẩm sinh nhận được từ cha mẹ với tinh thần khởi nghiệp mới phát hiện và hoàn thiện bản thân mình không có gì trong quá trình giáo dưỡng giúp tôi chuẩn bị cho những gì tôi hiện đang làm nhưng hóa ra mọi thứ đều có liên quan tôi tin rằng nó tùy thuộc vào việc mỗi chúng ta có chịu buông bỏ những ký ức và vết sẹo đến từ những người cha không ủng hộ những bà mẹ cực kỳ thích chỉ trích những người bạn thích chế diễu và những giáo viên gắn mác chúng ta từ ngày đầu tiên đến trường hay không mỗi người chúng ta đều chịu ảnh hưởng tiêu cực trong đời và sẽ chịu thêm nhiều nữa hãy nhìn vào hollywood có tiểu sử người nổi tiếng nào trên kênh truyền hình y e lại không có vật lộn không có xung đột mọi người phải lớn lên từ nghịch cảnh đây khó khăn đó là những gì người thành công làm họ quyết vượt qua quá khứ của họ bất kể đó là gì tôi đã chọn chấp nhận quá khứ của mình học hỏi từ nó sao chép những gì tốt đẹp và nhận ra rằng những điều xấu xa chỉ làm cho tôi mạnh mẽ hơn đầu tư bất động sản là một công việc mà bạn sẽ cần phải phát huy sức mạnh của mình lời khuyên của tôi là đừng chỉ tìm kiếm sức mạnh ở tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống của bạn mà còn phải sử dụng cả những thời điểm khó khăn đúng với bản chất của chúng những trải nghiệm xây dựng cá tính trái với những gì hầu hết mọi người nghĩ chúng ta không bao giờ có đủ cá tính với tôi đó là sự pha trộn giữa sự tự tin và tính cách phần còn lại của quyển sách này dành riêng cho việc xây dựng doanh nghiệp đầu tư bất động sản của bạn Ngộ nhận thứ sáu, bạn muốn thực hiện nhưng không thực sự có thời gian. Đây thực sự là vấn đề về lựa chọn và ưu tiên. Luôn có thời gian cho những việc chúng ta cần làm như đi làm mỗi ngày, cắt cỏ, cho chó ăn, vân vân. Thường sẽ không có đủ thời gian để làm những thứ chúng ta muốn làm như học ngoại ngữ, đóng tủ sách hay làm tình nguyện trong cộng đồng. Có sự khác biệt giữa điều ta muốn và điều ta cần. Chúng ta thường làm cái mình cần và bỏ qua cái mình muốn. Không may là thứ ta muốn mới là cái thực sự làm giàu cuộc sống. Đầu tư kinh doanh bất động sản là điều bạn nên muốn làm và thậm chí có thể là cần làm. Đó là công việc. Để thực sự thành công, đặc biệt là trong thời gian đầu, bạn sẽ tham gia vào các hoạt động hàng ngày nhằm tìm kiếm và định giá bất động sản, đàm phán các thỏa thuận giám sát công việc sửa chữa, thậm chí có thể quản lý bất động sản một khi nó là của bạn. Tôi có thể thành thật mà nói rằng tôi thấy công việc này bổ ích, vui vẻ và do đó nó mang lại lợi nhuận. Tôi đã trở thành nạn nhân của ngộ nhận về việc không có đủ thời gian và tôi hoàn toàn thừa nhận sai lầm này. Robert Kiyosaki yêu cầu tôi viết cuốn sách này vài năm trước. Cuối cùng thì tôi chịu ý tưởng này và thực sự bắt đầu muốn thực hiện để hoàn tất nó. Nhưng muốn là không đủ, Thứ thúc đẩy tôi là cái hạn chót làm hoặc chịu phạt. Điều đó đã làm tôi chú ý và khiến tôi nhận ra rằng mình cần phải có kỷ luật và phải viết quyển sách này. Đó là thứ đã giúp cuốn sách được hoàn thành. Nếu bạn không có thời gian để bắt đầu đầu tư bất động sản, vậy thì có lẽ trong suy nghĩ, bạn không thực sự cần phải làm điều đó. Có lẽ bạn chỉ đơn giản là muốn làm điều đó và chỉ muốn thôi thì không đủ để bắt đầu. Nói cho cùng, nếu bạn làm một công việc khác trong tuần bạn sẽ phải tìm kiếm và định giá bất động sản vào cuối tuần. Bạn cần phải gọi điện thoại khi bạn có thể vào trong tuần hoặc vào buổi tối. Luôn có cách để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực, miễn chúng thực sự là giấc mơ của bạn. Ngộ nhận thứ bảy. Bạn phải quen biết ai đó thì mới có thể tham gia vào công việc kinh doanh này. Mặc dù việc biết một vài người chủ chốt như đại lý bất động sản, luật sư hoặc chủ ngân hàng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhưng bạn không cần phải biết bất cứ ai. Kể cả ai đó có liên quan ít nhiều tới ngành bất động sản đầu tư thì mới có thể bắt đầu. Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá những người quan trọng cần có trong nhóm của mình và bạn sẽ thấy các mục tiêu bạn đặt ra cho bản thân sẽ thực sự xác định đội ngũ cho bạn. Những người bạn biết hôm nay có thể có hoặc có thể không là những người lý tưởng cho nhóm của bạn. Một khi bạn xác định được những gì bạn muốn thu được từ việc kinh doanh đầu tư bất động sản của mình, bạn chỉ cần bắt đầu và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người mình quen biết được và họ sẽ dạy bạn nhiều bao nhiêu. Rất nhanh chóng, bạn sẽ có bạn bè trong giới. Đây là những gì tôi muốn nói. Chúng tôi đang thực hiện một thỏa thuận ở Portland, Oregon. Tôi sống và làm việc ở Arizona. Tôi đã không đến Portland trong hơn 10 năm bất cứ ai tôi từng biết ở đó đều đã đi mất từ lâu cả tôi và những người khác trong công ty của tôi đều không quen biết ai ở portland những gì chúng tôi biết là thành phố này nằm cạnh hai con sông và tỷ lệ thất nghiệp cao điều thứ hai có nghĩa là những người đang sở hữu bất động sản đang làm ăn không tốt lắm và với tôi đó là cơ hội mua hàng chỉ có một vấn đề lớn chúng tôi biết về thành phố này nhưng không biết một ai trong thành phố Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng các điều kiện thị trường ít nhất đáng để chúng tôi bay một chuyến và ở lại vài ngày tại Portland. Trên chuyến đi này, chúng tôi đã quyết định tìm đội ngũ cho mình, ít nhất là lúc bắt đầu chuyến đi. Vì vậy, chúng tôi đã lên Internet và tìm kiếm các nhà quản lý bất động sản, quan chức thành phố, các nhà môi giới, vân vân để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Chúng tôi không định đi xa như vậy mà không gặp bất kỳ ai có thể dạy cho mình về thị trường. Kết quả là chúng tôi đã có 10 hoặc 12 cuộc gặp gỡ trong khoảng thời gian 2 ngày. Tốn một vài bữa ăn trưa và ăn tối, nhưng chúng tôi đã có những bước khởi đầu cho đội ngũ của mình. Ngộ nhận thứ 8 Bạn phải là một nhà đàm phán và kinh doanh dày dạn. Một lần nữa, điều này không đúng. Kinh nghiệm trong kinh doanh có thể khiến lần đầu tiên bước vào nghề của nhà đầu tư thoải mái hơn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Sức mạnh thực sự và sự tự tin của bạn sẽ không đến từ kinh nghiệm trong quá khứ. Thay vào đó, nó sẽ đến từ những thương vụ vững chắc, đôi bền cùng có lợi mà bạn thu thập được. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách tìm và đánh giá bất động sản với mục tiêu cuối cùng là thiết lập giá mua thực tế, nhằm tối đa hóa thu nhập hàng tháng của bạn và tăng giá trị tài sản. Hãy tìm một thỏa thuận như vậy và mọi người sẽ muốn cùng tham gia. Trong những năm qua, tôi đã bỏ qua rất nhiều thường vụ và lý do không liên quan gì đến việc đàm phán. Một trong những thương vụ đó là một tòa nhà 205 căn hộ ở Greendale, Arizona. Giá niêm yết là 7,9 triệu đô la và người môi giới cho tôi biết họ đã có những lời đề nghị mua khác với mức cao nhất là 7,2 triệu đô la. Chúng tôi đã tính toán và theo ước tính của tôi thì mức giá 7,2 triệu đô la là hợp lý dựa trên hiệu quả vận hành của bất động sản. Người bán đã từ chối mọi đề nghị và không đăng bán nữa. 6 tháng sau, người bán đăng bán lại tòa nhà với giá 8,1 triệu đô la. Nếu vẫn còn quan tâm đến bất động sản này, tôi vẫn sẽ đưa ra mức giá đề nghị dựa trên hiệu quả vận hành của tòa nhà. Đó vẫn sẽ là mức giá 7,2 triệu đô la mà tôi đã đưa ra trước đây. Người bán có thể sẽ đuổi tôi đi cùng với bất cứ ai ra giá dựa trên hiệu quả vận hành của tòa nhà. Bạn có ngạc nhiên không khi biết rằng đến nay anh ta vẫn còn sở hữu tòa nhà không ai mua này? Với phương pháp trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng giá niêm yết là vô nghĩa. Không có lý do gì để đàm phán dựa trên con số này và làm như vậy sẽ là con đường đi đến thảm họa. Đó là bởi vì trong hầu hết các trường hợp, giá niêm yết là ý kiến của người bán nghĩ rằng bất động sản của họ đáng giá bao nhiêu. Nó không được thiết lập dựa trên hiệu quả vận hành thực tế của bất động sản. Thứ mà hầu hết mọi người xem là các cuộc đàm phán thì đối với tôi chính xác hơn là các buổi thuyết trình. Đó là khi tôi trình bày những con số và những con số này hầu như là giá chót. Khi tôi bị đuổi về, thật sự mà nói thường thì đó là đôi bên cùng chia tay, bởi vì hai bên không tìm thấy sự đồng thuận bằng số liệu. Chia tay là một điều tốt. Ngộ nhận thứ 9, bạn phải biết nhiều về bất động sản. ngôi nhận này kìm hãm mọi người mỗi ngày. Họ cảm thấy mình phải là chuyên gia trong một lĩnh vực thì mới có thể thành công, cho dù đó là bất động sản, đầu tư chứng khoán hay giặt hấp. Trước hết, thành công là một hành trình, nó không phải là đích đến, và tất cả những người thành công đều bắt đầu từ cùng một nơi. Một ngày họ thức dậy, họ đặt chân xuống đất, họ ngáp, và họ bắt đầu. Chỉ bằng cách bắt đầu và tiếp tục ngày này qua ngày khác, chúng ta mới trở thành chuyên gia Chúng ta đạt được chuyên môn thông qua kinh nghiệm. Khi đọc hoặc nghe cuốn sách này, bạn sẽ có được một nền tảng vững chắc để bắt đầu và bạn sẽ có đủ kiến thức để ăn nói thật thông minh tại các bữa tiệc cocktail và tiệc nướng. Nhưng quan trọng hơn, là bạn sẽ học được nhiều điều hơn từ thương vụ đầu tiên của mình, nhiều hơn từ thương vụ thứ hai và thứ ba của bạn, thậm chí nhiều hơn nữa từ cái thứ tư. Với mỗi lần đầu tư mạo hiểm, tôi lại học được nhiều điều mới. Một số tòa nhà chúng tôi mua ở Portland được xây dựng trên một cầu tàu cũ bằng gỗ, vốn được dựng lên từ những năm 1930. Ai có thể ngờ rằng khi bắt tay vào công việc kinh doanh này, tôi sẽ phải học mọi thứ về tính toàn vẹn cấu trúc của những cầu tàu đã 70 tuổi. Tôi không ngờ đến điều đó, nhưng chúng tôi cần tìm hiểu mọi thứ về tình trạng của cầu tàu trước khi tiến tới và mua bất động sản này. Tôi sống trong sa mạc, vì vậy bạn có thể tưởng tượng tôi cảm thấy lạ lẫm như thế nào với việc thuê thợ lặn, thuyền và kỹ sư kết cấu để kiểm tra. Đó là một kinh nghiệm học tập thực tế. Tôi luôn bắt gặp một điều gì đó mới mẻ. Đó là một phần của những thứ làm cho công việc trở nên thú vị. Cách duy nhất để biết nhiều về bất động sản là bắt đầu bằng bất động sản. Khi làm điều đó, bạn sẽ gặp gỡ được mọi người, tìm hiểu được thị trường của mình, nhìn thấy được các hình mẫu và hiểu về các xu hướng. Bạn sẽ bắt gặp những cầu tàu bằng gỗ 70 năm tuổi của riêng mình. Nhưng điều đó sẽ giúp cho công việc trở nên thú vị. Và rất nhanh chóng thôi, bạn sẽ khiến mọi người phải châm trồ trong các bữa tiệc cocktail và tiệc nướng bằng những trải nghiệm của chính bạn, chứ không phải chỉ những gì bạn đọc được. Ngộ nhận thứ 10 Bạn không thể sợ thất bại hãy chỉ cho tôi một danh nhân nói rằng họ không sợ thất bại và tôi sẽ chỉ cho bạn một kẻ nói dối đúng là lời tuyên bố của tôi rất táo bạo nhưng đó là sự thật mọi người đều sợ thất bại sự khác biệt là một số người trong chúng ta để nỗi sợ thất bại kìm hãm mình đôi khi nỗi sợ hãi ngăn cản khiến chúng ta không dám bắt đầu và điều đó thật không may nếu đúng như vậy hãy đưa ra quyết định ngay bây giờ để bắt đầu tiến từng bước gọi từng cuộc điện thoại một đến xem thử một bất động sản và sau đó tìm đến một căn khác. Điều này không khó, nhưng có vẻ sẽ khó nếu chúng ta chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng thay vì những bước nhỏ và rất khả thi ở giữa. Đôi khi nỗi sợ thất bại xuất hiện vào lúc bóp cò đối với một bất động sản. Tôi gọi đó là sự tê liệt khả năng phân tích và mọi người luôn rơi vào tình trạng đó. Họ phân tích quá mức một cơ hội và cuối cùng là không thể ra quyết định. Cuốn sách này sẽ tỏ ra đặc biệt hữu ích đối với những người mắc chứng sợ hãi này vì nó sẽ chỉ cho bạn chính xác những gì bạn cần biết để phân tích một bất động sản đầu tư khi đã đủ các yếu tố này rồi sẽ không cần phân tích thêm nữa việc đóng băng vì sợ hãi sẽ chỉ còn là dĩ vãng một hình thái khác của nỗi sợ thất bại chính là sự hối tiếc nói cách khác chúng ta đã bóp cò nhưng khi khó khăn xảy ra mà chúng sẽ luôn luôn xảy ra chúng ta lại hối tiếc về quyết định này và lãng phí năng lượng khi hỏi tại sao mình lại làm vậy thay vì mình có thể làm gì để vượt qua rào cản hình thức sợ hãi này có thể biến một cơ hội lẽ ra tuyệt vời thành một khoản đầu tư tồi trong đời tôi không hối hận về những quyết định của mình tôi chỉ coi nơi tôi đang đứng là vạch xuất phát và lại đi tìm vàng mỗi ngày tôi thừa nhận rằng khi mới bắt đầu tôi đã rất sợ thất bại sự khác biệt là tôi biết rằng nếu không làm gì và vẫn tê liệt trong sợ hãi tôi sẽ thất bại Tôi cảm thấy mình có nhiều cơ hội thành công hơn bằng cách chỉ cần tiến từng bước một để biến một số cơ hội thành thành công. Đó là điều chúng ta cần nói về nỗi sợ thất bại. Nếu bạn không sử dụng nó làm động lực thúc đẩy lợi ích của mình, nó sẽ trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Ngộ nhận thứ 11 Bạn phải biết các mánh khóe không có mánh khóe nào trong nghề theo nghĩa thuần túy nhất của từ này. Nhưng có những bí mật để thành công trong cuộc sống. Và miễn là bạn biết những điều đó, bạn sẽ thành công trong bất cứ điều gì. Đầu tiên, bạn phải đặt mục tiêu. Mục tiêu sẽ là nền tảng cho lộ trình thành công của bạn. Chúng cũng sẽ cho bạn biết khi bạn đã đến nơi, để bạn có thể tự tán thưởng mình. Mọi người đều cần sự củng cố đó. Không phải ngẫu nhiên mà chương tiếp theo lại nói về việc thiết lập mục tiêu. Thứ hai, bạn phải bền trí. Bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn không tạo ra người chiến thắng. Trong 15 năm, tôi lẽ ra đã bỏ cuộc cả trăm lần. Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, tài chính xa sút các vấn đề của nhân viên và các vấn đề cư dân đáng sợ. Nhưng những người thành công luôn vượt qua khó khăn và họ trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và chuẩn bị tốt hơn cho thử thách tiếp theo. Và hãy tin tôi đi, chắc chắn có nhiều thử thách hơn đấy. Cuối cùng bạn phải hiểu quy trình. Đó là những gì cuốn sách này sẽ làm. Nó sẽ đưa bạn đi từ đầu đến cuối và từng bước ở giữa. Từ việc đặt mục tiêu đến thành lập đội ngũ của mình, tìm kiếm bất động sản, định giá nó, xác định giá mua đến quản lý nó. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn kinh nghiệm 15 năm của tôi. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành cẩm nang thành công của bạn. Các bước hành động cho chương 1. 1. Hiểu những ngộ nhận trong chương này. 2. Tự hỏi bản thân xem có còn ngộ nhận nào khác không. 3. Nhận diện những điều bạn tin là đúng. 4. Xác định những ngộ nhận đã cản trở thành công của bạn. 5. Cam kết từ bỏ những ngộ nhận không có lợi này. 6. Cam kết học hỏi các kỹ thuật và học cách sẵn sàng để những điều kỳ diệu có thể xảy ra. bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cơ hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cơ hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.